Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta hưởng ứng tích cực và trở thành truyền thống, thể hiện nét đẹp văn hóa, giàu tính nhân văn của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Hưởng ứng phong trào này, năm nay, binh chủng Tăng Thiết Giáp đã chọn Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202 làm địa điểm phát động Tết trồng cây, với mục tiêu là phủ xanh đất trống đồi trọc trên diện tích đất quốc phòng thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng. Từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ đối với việc bảo vệ môi trường sống, xây dựng cảnh quan, khuôn viên đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Lần đầu tiên sau khi rời khỏi ghế nhà trường, được tham dự Tết trồng cây tại đơn vị. Đối với tôi, đây là một hoạt động hết sức thiết thực, có một phần nhỏ bé nào đó làm cho môi trường thêm xanh, sạch, đẹp, cũng như tạo điều kiện, quang cảnh cho khung cảnh của thao trường. Sau những giờ học ở thao trường mệt mỏi, bộ đội, chiến sĩ cũng như là cán bộ Lữ đoàn xe tăng 202 có nơi nghỉ ngơi, cũng như hoạt động các tham gia các hoạt động sách báo tại thao trường. Đây là một hoạt động rất thiết thực đối với đơn vị, cũng như là hoạt động bảo vệ môi trường, tạo điều kiện sống cũng như là tạo không khí trong lành cho đơn vị hơn. Bản thân tôi rất vui và vinh dự khi được tham gia lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ của đơn vị. Tết trồng cây là nét đẹp truyền thống của mỗi người dân Việt Nam. Thế hệ trẻ chúng tôi thì nhận thức được rằng việc trồng cây là góp phần quan trọng trong việc bảo vệ đất, bảo vệ nước và bảo vệ môi trường. Bởi vì mỗi lá cây là một lá phổi, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ luôn gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống này để góp phần đem lại màu xanh cho xã hội. Đối với Lữ đoàn, năm đầu tiên về với trong đội hình của binh chủng được giao nhiệm vụ trồng cây làm trước để cho các đơn vị sau đó tham quan, sau đó thì đồng loạt trong binh chủng. Quán triệt thực hiện cái chỉ thị, Lữ đoàn đã là chỉ đạo cho cơ quan hậu cần nằm trung tâm đấy, xây dựng kế hoạch, triển khai, làm công tác chuẩn bị kể cả về vật chất, con người. Đặc biệt là trong cái tham gia trồng cây hôm nay thì có cái sự phối kết hợp của các cái cấp ủy chính quyền, đoàn thể của huyện Nho Quan, các xã đứng chân trên địa bàn và các cháu đoàn viên thanh niên cùng tham gia. Ngoài cái nội dung thực hiện ra thì mang cái tính giáo dục rất cao để các cháu nhận thức lại, hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa của Tết trồng cây, vì nó trực tiếp này đem lại này, môi trường sống này, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng nói chung và cho tương lai thế hệ sau này cháu riêng. Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích nhiều mặt của việc trồng cây, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả các dự án trồng cây xanh, cải tạo, củng cố môi trường sinh thái trong đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chỉ huy, tổ chức quần chúng các cơ quan đơn vị đã tích cực hưởng ứng, tham gia và triển khai thực hiện nghiêm túc. Phong trào trồng cây, trồng rừng đạt được nhiều kết quả và trở thành nền nếp thường xuyên, nét đẹp văn hóa của bộ đội Tăng Thiết Giáp. Mỗi năm, toàn binh chủng trồng được hàng vạn cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát, phủ xanh đất trống đồi trọc, nhờ đó tạo ra được cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Tại lễ phát động, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh binh chủng Tăng Thiết Giáp, đề nghị các cơ quan đơn vị phải có phương án chi tiết về địa điểm, diện tích, số lượng cây và chủng loại cây trồng phù hợp. Đồng thời, trồng cây phải gắn với chăm sóc bảo vệ cây, thực hiện trồng cây nào sống cây đó, trồng cây có quy hoạch nhằm bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, làm cho mọi người có nhận thức sâu sắc về Tết trồng cây. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là việc làm mang lại nhiều lợi ích cho các đơn vị. Chúng ta hãy trồng, chăm sóc tốt mọi cây xanh ở xung quanh nhà, ở dọc đường đi, trong doanh trại, để có được nhiều cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát, tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho doanh trại, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái vì sự phát triển xanh và bền vững của đất nước. Dịp này, các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng phấn đấu trồng trên 40.000 cây các loại. Riêng tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202, ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa đã trồng 1.300 cây lấy gỗ và cây ăn quả các loại trên diện tích đất quốc phòng do đơn vị quản lý. Trước đó, các đại biểu dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã dâng hương tại nhà truyền thống Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202, binh chủng Tăng Thiết Giáp.